Người dân bị bắt đóng tiền để nhà cầm quyền san lấp mặt bằng xây trụ sở. Thưa quý vị, theo như tờ báo Pháp Luật ngày 16 tháng 11 năm 2019 loan tin, để xây trụ sở xã ủy ban mới từ năm 2016 cho tới nay, nhà cầm quyền xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đã ra nghị quyết bắt toàn bộ người dân trong xã phải nộp gần 600 triệu đồng để họ san lấp nền đất. Mỗi gia đình phải đóng số tiền là 450.000 đồng cho nhà cầm quyền, kể cả những gia đình được xếp vào danh sách nghèo. Người dân cho hay họ rất bất ngờ về việc thu tiền của nhà cầm quyền xã để san lấp nền đất xây dựng trụ sở vì họ không được họp bàn. Bà Lê Thị Nga cho hay năm nào gia đình của bà cũng nhận được thông báo về khoản tiền san lấp nền của ủy ban xã, nhưng do gia đình nghèo cho nên phải khuất nợ. Ông Lê Văn Dũng là trưởng thôn Triền Khạc cho hay rằng cả thôn có 234 gia đình và trong đó thì có 10% các gia đình được xếp vào hạng nghèo. Từ năm 2016 cho đến nay thì đã có một nửa số gia đình đã đóng đủ 450.000 đồng và tổng tiền thu là 70 triệu đồng. Số còn lại là các gia đình chưa nộp. Nguyên nhân được ông Dũng giải thích thì những gia đình chưa nộp là do họ thu nhập chủ yếu bằng nghề làm nông. Cuộc sống của họ gặp khó khăn trăm bề. Bản thân của ông Dũng cũng cho thấy việc bắt dân đóng tiền để san lấp nền trụ sở là không có ý kiến của người dân là vô lý. Nhưng họ cũng đành nghe theo vì đây là nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã. Ngược lại với người dân, ông Lê Minh Phương là Chủ tịch Ủy ban xã Đồng Lương nói rằng việc thu trên có biên bản họp là được người dân ủng hộ. Tuy nhiên thì 3 năm qua số tiền xã thu được chưa đầy 100 triệu đồng. Thưa quý vị, tuy nhiên thì người dân đã phản bác thông tin của ông Phương vì họ thông tin được biết là chỉ trong năm 2016, xã đã thu được số tiền gần 110 triệu đồng, chứ chưa nói tới những năm sau.